Hello, đam mê cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình làm một cái clip để thay cái bao cần mới nha các bạn. Đây các bạn, đây là một cái bao cần trần ri mới. Bây giờ mình sẽ mở nó ra để cho các bạn xem. Đây các bạn, bao cần rần ri rất là đẹp luôn. Bao cần này là có chiều dài là 1m6 nha các bạn. Đây, 160cm. Đó, nó có nhiều ngăn các bạn nè. Cho nên nó có một ngăn đấy nè. Đó nè. Cái bao cần này nó nhiều ngăn lắm các bạn ơi. Nó có một cái màu rần ri quân đội rất là đẹp. Ababugagia nè, có chữ nè, Ababugagia nè. Chất liệu rất là dày luôn các bạn nè. Nè, nó có hai ngăn. Đó. Có hai ngăn các bạn nè. Ta hồ để chúng ta đựng đồ đạc ở trong cái túi này. Để đi câu. Cần rất là đẹp luôn các bạn ơi. Cái bao rất là đẹp luôn. Có dây rồi nó chắc cú đó các bạn nè. Nè. Đẹp lắm. Mình chạy ra mình xem có cái gì hay hay mình mua. Ai ngờ ra thấy được cái này bạn à. Mình mua ngay. Cái bao cần này là dài là 1m60 và một cái bao như thế này là giá 2,5 ngàn. Rất là rẻ luôn các bạn nè. Đó. Một cái bao rất là đẹp luôn. Mà giá thì rất là rẻ các bạn nè. Nó chỉ có 2,5 ngàn thôi. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Có hai ngăn luôn. Ta hồ đừng cần câu luôn. Rồi. Tại vì cái vỏ cần của mình đó các bạn thấy đó. Nè. Anh thấy cái vỏ cần của mình. Nó dởm lắm các bạn nè. Mua 101 ngàn. 115 ngàn nè. Nó rách rồi hết trơn rồi. Đít đồ nó lủng hết rồi các bạn ạ. Đây mình thay cái vỏ mới. Và mình cũng xin thông báo với các bạn rằng lần trước là mình câu những cây cần đai hoa nó không có hợp màu sắc của mình nên mình đã bán hết rồi. Bây giờ chỉ còn 3-4 cây cần câu cua bắp thôi. Đó, cua bắp đó các bạn nè. Đây. Cần câu cua bắp bỏ vô cái vỏ xịn. Đó. Giờ chẳng còn gì hết. Còn thấy nè. Ở trong đây còn được cái cây tự chế. Đây là cái lóng cần câu của cái cần câu gửi đúp đó các bạn. Mình chế ra một cái cần câu máy chế như thế này. Do thằng em mình nó đi câu á. Nó giật cá ẩu tảo quá nên những cái lóng cần này bị gãy. Mình thấy như vậy nên mình đã chế ra được một cây cần câu máy đó để cho có cần câu gọi là tự chế nha các bạn, chứ không phải là mình mua những cái rút như vậy về nhà mình phá ra thành một câu máy như thế này các bạn nha. Không phải nha các bạn. Đây là cái cần Bioner 1m8. Đó. Cần này là cần của bạn tặng các bạn nè. Bao dẻo luôn nè. Mình bẻ nè. Cần này thì bao dẻo luôn. Cần đặt các bạn nè. Đặt từ đầu đến ngọn luôn các bạn ơi. Đó. Khoen chỉ khoen thường thôi. Cần này rất là lâu rồi. Dùng để cần này để mà rê cái lóc thì ok luôn. Nhẹ các bạn nè. Tay cầm nó nhẹ nè. Đây cái lóc nó dễ. Còn đây thì những cái cần câu rút. Câu rút gờ đúp lại gờ đúp H. Bethle. Cái này 3m6. Cái lóc ngọn không hết 7H. Cây này mình câu giống như là cái cần tre vậy đó. Cây này là mà mới của nó là giá 800 các bạn. Còn đây là cần lông hua 5m4, mình đã xuống lóng 4,5. Đó.
Cây này mới giá 600. Tại cá ok lắm. Mình lên được con chép gần 2 kg rồi, chẳng hề hứng gì. Đó đó các bạn. Đó. Nay mình làm clip thay cái vỏ cần mới. Đây là những cây cần câu cộng câu nè, đó. Cần câu rất là nhiều luôn, mà cần câu thì hết trơn rồi. Mình bán rồi mình chưa có lấy tiền được nên mình chưa có mua lại cần câu mới được. Đó. Nào cũng hên là mình lấy được lấy về được một cây cần câu. Ba cây mình đã đổi về trước, mình coi cây câu cần Cotline nè các bạn nè. Exeter nè, Boro. Đây các bạn. Exeter Boro. 3 mét. Cây này là cây quân đội các bạn nè. Toàn bộ thân đồ đều quân đội hết. Nó có 8 khoen, khoen Fuji. Cây gần này mới giá 700. Nè. Toàn bộ đều khoen Fuji hết. Và da màu sắc trên người nó là quân đội. Rất là đẹp luôn các bạn nè. Nè. Ngọn cái này ngọn khoảng ở chừng 2 ly. 2 ly 2 nha các bạn nè. Cỡ ly 2 ly 2 hoặc 1 ly 8 mà. Đó. Đại vậy để cho mình câu lan xe. Mình còn một cây nữa mình để ở trong tủ rồi. Cây cần câu dẫm các bạn nè. Mình lấy cho các bạn xem. Mình bỏ trong cái tủ này nè. Nó hơi tối nha các bạn. Chung là ngày mai sẽ câu 4 cây. 4 cây. Trong 4 cây toàn bộ đều là cần câu của bắp. Đó. Cây này là cây Shimano để Recalock. Đó. 7 FXS 70B2. Cây này mình mua 2 năm rồi. Nè, chỉ có một khoen một chân thôi. Rất là yếu luôn các bạn à. Khoen thường à. Cần câu đẻo quá các bạn à. Đó. Nói chung lại là bây giờ là chỉ còn những cây cần câu đẻo thôi các bạn à. Nè. Đó. Giờ chỉ còn những cây cần câu đẻo thôi. Để mai câu cá thôi. Nè. 1 2 3 và 4. Cây này dài, cái độ này là dài 3.3. Còn cây này là 1.8. Còn cái cây mà mình mới vừa cầm ra là 2.21. Còn cây cần Cotline Exeter Boro này 3 mét. Nói chung lại là 4 cây. Chỉ có một cái cây Exeter Boro này là mình thích nhất. Và cây này là mình hay câu lên cá chép á. Từ cái cây gần này nên mình đã đổi cái cần đây qua đó về lấy lại một cái cần này, và còn hai cái cần kia thì mình bán. Hai cần kia mình bán là giá là 1.6 triệu. Lần trước là mình mua là 1.8 triệu, mình bán lại 1.6 triệu tại vì mình mới xài có 1 tháng nè, tháng hơn nè, nên mình sang tay lại là hai cần đó 1.6 triệu. Thì mình nói vậy thích thì lấy thôi. Rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ tất cả những cái thứ này vô trong cái bao cần để ngày mai chủ nhật mình đi câu. Ở đó nước cạn đó các bạn nè. Hai cây cần câu rút này mình sẽ bỏ ở ngoài. Đây là cái dù. Thử vỏ mới nha anh em. Cho nó rộng rãi cho các bạn dễ thấy. Tại vì mình thích xài những cái cầu câu nó dài á, nên mình định mình mua cái vỏ dài luôn. Mốt có ăn câu dài mình bỏ vô. Cái này là bỏ đây là vừa y luôn á các bạn, không có chệch chỗ nào hết. Mở ra cho nó dễ bỏ. Bỏ hết vô trong cái túi luôn.
bao nhiêu để bỏ ở đây chẳng chẳng ngứa ngáy gì hết các bạn. Chắc chừng đựng khoảng ở chừng chục tới mười mấy cân này, chắc nó mới hết được. À, rồi bên đây là để đựng cần câu, còn bên còn ngăn bên kia là để đựng dù, đựng dù với lại cái cặm. Có bữa nay mình mua cái vợt bỏ vô, như vậy là kéo cái cạc công ty lại thôi. Đó, xong một ngăn rồi đó, đây ngăn thứ hai nè. Ngăn bên này mình sẽ bỏ cái cặm nè, cây cầm câu của các bạn đó, và một cái dù cho hết vô trong đây luôn. Cái ngăn túi rất là to luôn các bạn nè, tha hồ để đựng, tại vì nó mới chứ, nên nó còn nhăn vậy chứ mình xài cái chừng thời gian nè, tự động nó luộc lại với cái phần to ra đó nè các bạn. Cái túi đã quá đã luôn. Rất nhiều ngăn luôn. Đây còn một ngăn để chúng ta đựng phao câu, câu đài hoặc câu đơn hoặc là câu lục gì đó, tùy thích các bạn. Ok chưa các bạn? Một cái túi rất là đẹp, khá là đẹp để đựng những cần câu nè. Mình đựng bao nhiêu vô đây chẳng có nhầm nhò gì hết các bạn à. Nó sao á, nó thoải mái, rộng rãi sao các bạn, đã các bạn nè. Cầm lên nè, mình làm hài tí, mình lấy cái cân mình cân thử bao nhiêu ký các bạn. Đây, trong nhà lấy cái cân các bạn. Mình thích khám phá lắm. Đây mồi mới nè, ngày mai đi test mồi mới các bạn xem nè. Khoai lang u chua nè các bạn nè. Mùa này câu cá khó lắm, máy câu thì toàn là máy EU 4000 ấy đó, nhiều máy lắm. Mình thích khám phá. Đây các bạn nè, cái cân nè, nó có chỉ số là 00 nè. Mình sẽ cân thử cho nó nặng bao nhiêu ký nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ móc vô. Móc vô. Rồi ok các bạn à. 5,5 ký. Hết 5,5 ký. Mình để chỉnh lại nè. Cái đây ba số không ta, bốn số mình thấy nó không có ăn á, mình kéo lên thường là nó nặng ký rồi nó sẽ ăn lại. Năm ký rưỡi 60, ok các bạn nè. Đó như đó nặng 5,5 ký 60, chẳng có gì hết, dù giỏ là cần câu cây cầm thôi. Đã các bạn, một cái giỏ cần quá là tuyệt đẹp luôn các bạn ơi. Ok các bạn nha, hôm nay mình làm cái clip thay đổi cái giỏ cần mới và chia sẻ những cái cần câu mình đã đổi nha các bạn. Củ bắp, bỏ vô cây củ bắp vô trong cái giỏ mới cho đẹp. Các bạn xem video đừng quên like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ đam mê câu cá nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.